Kính thưa quý vị, những bức tranh tường xưa hàng nhiều thế kỷ của nền văn minh Maya được phát hiện trong một ngôi nhà siêu vẹo ở vùng nông thôn cao nguyên Guatemala. Lucas Acicona là một nông dân và là một người không có vẻ gì là một nhà bảo tồn nghệ thuật quý giá, cho đến khi ông quyết định làm lại căn nhà bếp của mình. Khi kéo tấm vách thạch cao trong căn nhà bằng đá thời thuộc địa, ông đã phát hiện ra được một bức tranh tường 300 tuổi, bức tranh vô giá của lịch sử Guatemala. Bức tranh vẽ cảnh của những người châu Âu đánh trống và thổi sáo nhìn ra sàn nhà, nơi có 5 đứa trẻ đang nấu ăn, ngủ và chơi đùa. Vì vậy thì ông cẩn thận mang đồ đạc, chuyển bếp lò đang đốt củi ra ngoài để bảo vệ tác phẩm nghệ thuật quý giá, và anh trở thành nhà bảo tồn bất đắc dĩ của di sản phong phú của Guatemala thời xưa. Acicona, 38 tuổi, nói rằng điều này là rất quan trọng đối với Guatemala. Chúng ta cần phải bảo quản bức tranh khỏi hư hỏng và cần sự hỗ trợ của nhà chức trách. Ngôi nhà đã được gia đình anh cư trú qua nhiều thế hệ. Acicona là một trong 4 hộ gia đình ở Chayu, một cộng đồng Iso Maya cách thành phố Guatemala 350 cây số. Các chuyên gia tin rằng có thể còn có thêm những bức tranh tương tự như vậy nằm ẩn trong một trong 8 căn nhà khác trong thị trấn, và khoảng một nửa trong số 14.5 triệu người Guatemala có nguồn gốc bản địa. Nhiều người trong số họ tiếp tục nói 21 ngôn ngữ chính thức được công nhận và mặc trang phục truyền thống màu sắc sặc sỡ. Các nhà sử học ở Chayu cho biết là bảo tồn di sản nghệ thuật phong phú của Guatemala là rất quan trọng đối với thị trấn 25.000 người này. Thị trấn Chayu được thành lập cách đây 4 thế kỷ qua bởi các nhóm người Maya chạy trốn những người từ Tây Ban Nha đến định cư ở Antigua, một thị trấn cách Guatemala City vài km. Nhà sử học Philip Rivera nói rằng, tổ tiên của chúng tôi đã làm điều này. Họ rất thông minh, họ đã vẽ những gì họ đã trải qua, diễn tả được sự đau khổ vì bị xâm lược ngay tại nhà của mình để cho con cháu sẽ nhớ đến. Những bức tranh tường được cho là đã được vẽ bởi hậu duệ của nền văn minh Maya cổ đại, phát triển vào giữa năm 250 đến 900 sau công nguyên, trải rộng từ Honduras ngày nay cho đến trung tâm Mexico. Nền văn minh Maya đã để lại một kho tàng các kim tự tháp và hàng chục nhóm người Maya khác biệt cho đến ngày nay. Nhà nhân chủng học Guatemala là Yvonne Woodsays bình luận rằng những bức tranh tường này rất là độc đáo, bằng chứng độc đáo rằng đây không chỉ là một di sản hữu hình mà còn về kỹ thuật vẽ tranh, về thiết kế kiến trúc để vẽ tranh trên tường nhà, và là một hình thức thông tin liên lạc mà thế hệ trước muốn truyền cho các đời sau ngay trong nhà của họ. Nhưng trong một đất nước mà hơn một nửa dân số sống trong nghèo đói, bảo tồn đang chứng tỏ là một thách thức. Acicona cho biết là lần cuối cùng ông liên lạc với chính phủ để được giúp đỡ là năm 2007, nhưng chưa bao giờ nhận được một phản ứng. Cũng giống như là các gia đình khác thì ông nói ông chỉ đơn giản là làm tốt nhất khả năng của mình để bảo tồn di sản. Sau khi phát hiện ra bức tranh, Acicona đã biến căn phòng này thành nơi thăm viếng thưởng lãm. Ông đã bán vé 10 Mỹ Kim cho một lượt cho du khách từ những vùng xa xôi như châu Âu vào để xem bức tranh, nhưng vẫn không có sự giúp đỡ khác. Ông lo ngại rằng các tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao có thể sẽ bị biến mất. Phát ngôn viên của Bộ Văn hóa Sergio Igas cho biết rằng, đối với các gia đình muốn nhận được tài trợ để bảo tồn các bức tranh tường, những ngôi nhà phải được công nhận là di sản của quốc gia, một quá trình lâu dài liên quan đến rất nhiều thủ tục giấy tờ. Ông cũng cho biết là Bộ Văn hóa đã không nhận được yêu cầu nào từ Chayu để thẩm định đủ tiêu chuẩn bảo tồn trong những năm gần đây.